Tình cũ Hơn Ngọc Trinh 45 tuổi gây sốc khi tuyên bố đang nợ 3 tỷ đô la. Đã từng được biết đến là tỷ phú gốc Việt đình đám kiêm tình cũ của Ngọc Trinh, từng tính chuyện kết hôn với nữ hoàng nội y, nhưng mới đây, vị đại gia này lại thông báo đã bị vỡ nợ. Còn nhớ, cuối năm 2016, cư dân mạng xôn xao khi tỷ phú Hoàng Kiều và Ngọc Trinh công khai hẹn hò. Hoàng Kiều là tỷ phú gốc Việt, sở hữu khối tài sản lên đến 3,8 tỷ đô la, giàu thứ 148 trên thế giới vào thời điểm đó, và Hơn Ngọc Trinh tới 45 tuổi. Trong một bài phỏng vấn báo chí, Hoàng Kiều kể rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp Ngọc Trinh, ông đã yêu mến cô vì quá ngây thơ, xinh đẹp, khiến ông rung động mãnh liệt. Khi chính thức hẹn hò Ngọc Trinh, vị tỷ phú này còn dẫn nữ hoàng nội y về gặp gỡ gia đình, thậm chí còn tính chuyện kết hôn. Hoàng Kiều rất cảm động khi Ngọc Trinh sẵn sàng từ chối nhiều hợp đồng làm việc có giá trị để sang Mỹ gặp gỡ ông. Những tưởng chuyện tình chênh lệch này sẽ có cái kết đẹp khi cả hai đều hạnh phúc khoe về nửa kia, thì chỉ sau 3 tháng hẹn hò, tỷ phú Hoàng Kiều đã tuyên bố chia tay Ngọc Trinh với lý do nữ hoàng nội y không xứng đáng với tình yêu của mình. Hoàng Kiều khẳng định ông muốn tính chuyện lâu dài với Ngọc Trinh, trong khi cô chỉ muốn mối quan hệ ngắn hạn. Và từ đó đến nay, chuyện tình đại gia với kiểu nữ cũng chìm dần vào quên lãng. Nhưng mới đây, cái tên Hoàng Kiều lại gây chú ý trở lại khi có nguồn tin cho biết ông bị vỡ nợ, đang gánh khoản nợ lên tới 3 tỷ đô la và đương nhiên không còn là tỷ phú. Tuy rơi vào hoàn cảnh tài chính khó khăn, nhưng thời điểm ca sĩ Phi Nhung qua đời, Hoàng Kiều vẫn đánh tiếng muốn hỗ trợ 23 người con nuôi của cô cho đến khi trưởng thành. Thông tin này khiến nhiều người tò mò không biết tài sản còn lại của Hoàng Kiều là bao nhiêu, cũng như ông đã giúp đỡ các con nuôi của Phi Nhung như thế nào.